Cảm ơn Lỗi Cô Động, mến chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay là cuối tuần, thì em chúc anh em có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Đến với kênh của em, anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em được đăng ký nha. Anh em đăng ký kênh rồi cho em được like cũng như được chia sẻ để anh em ta cùng nhau đồng hành chia sẻ về những niềm đam mê, thu tầm những chiếc Jippo, những cái hoạt động lạ xưa nha. Thì bài hôm nay là bài 31C. Anh em muốn giao lưu thì hãy nhớ cho em biết mã số mấy trong bài ngày hôm nay nha. Giờ cho anh em chọn cái này là cây số 1. Anh em ghi 31C trên 1 nha. Thì hình thức giao lưu thì anh em khách mới thì một anh em chuyển khoản đủ thì em sẽ bao phí vận chuyển. Hai là anh em đặt cọc một phần, anh em nhận hàng thanh toán phần còn lại và cộng thêm phí ship nha, phí vận chuyển nha. Rồi hôm nay là gồm những cái Jippo và những cái hoạt động lại xưa thôi. Em xin phép đưa bài luôn nha mấy anh em. Đầu tiên là cái để bàn, hình thức là niêm phong bóc. Cây này thì được sản xuất vào thập niên 70 do nhà sưu tầm á, họ sưu tầm cho đó họ còn đẹp. Đây là cây mới nha, chưa có sử dụng lần nào hết á. Trông rất nặng, giúp em đầu búa. Cây này nó to, chiều cao gần bằng một gang tay á. Nó cái viết này so sánh cho anh em xem. Đây. Nó cao. Này cái viết này mở nắp này, nó cao hơn cái viết. Để ngang này. Anh em thấy. Bây giờ cho anh em dễ hình dung. Cơ chế là ga đá nha mấy anh nè. Tiếp ăn. Hình thức là mới chưa qua sử dụng. Hoạt động tốt, em đã làm gon ga lại rồi. Tăng chỉnh bình thường nha. Đây là tăng chỉnh bình thường. Cái này hôm nay em cũng sell xuống cho anh em. Hoạt động tốt nha. Rồi, cái này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 960.000 thôi. Bình thường cái đó 1 triệu mấy á mấy anh. Chứ không ít. Rồi tiếp theo mã số 2 là một cái bộ đĩa bàn. Rồi một cây bật lửa. Tức là mới luôn, chưa qua sử dụng, được sản xuất vào thập niên 50 của Nhật. Bật lửa này anh em có thể bỏ túi đem theo xài được nha. Đây, nói gì? Anh em có thể bỏ túi đem theo xài được. Cái này hình thức là mới chưa qua sử dụng nha, chưa thông đá. Đó, anh em để gì? Đây là cái đầu gà tàn, hình hai con hạt của ông ấy, hai con hạt hay là hai con chim gì? Hạt chứ. Đây là cái hũ đựng thuốc, đựng thuốc lá có đầu lọc bình thường nha mấy anh em. Gói thuốc à. Đựng bình thường nha. Gói thuốc vô đựng bình thường. Hình thức là mới thôi. Bộ này là siêu hiếm luôn á mẹ. Chuyển hình con hạt này bằng kim loại nha. Đang bay chứ. Đang bay. Dập ở trong dập ngược ra nè mấy anh. Cái này em giao lưu với anh em 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt. Giá trị nó càng tăng thì mấy cái bộ này thật sự em muốn sưu tập. Mã số 2 triệu mốt. Mã số 3. Mã số 3 cây Jippo New Box. Hộp gỗ nha. Mùa vô mưa rồi mấy anh em. Chuyển mưa. Cái này 69 thôi. Bán giá rẻ cho anh em luôn. Cái này là thời gian trước bán không dưới 1 triệu đâu mấy anh. 90. Đây. Cây lá cây bạc rất là dày, khá ăn mòn axit. Bản limited nha, phiên bản giới hạn, hình thức là mới. Đây, phiên bản giới hạn của nó nè. Số nó là 10678, số tiếng cũng khá đẹp. 678 đuôi nè. Đẹp. Mới hoàn toàn nha, cây này được sản xuất vào năm 2004. New.
2004 mà bán 10.000 yên xuất Nhật gần 2 triệu bạc. Giờ bán 609 trời, nó thôi nghỉ bán với bồ nữa. Mã số 4 này, mã số 4 cũng là một cây Newfound Box. Anh em cũng sell xuống luôn này. Cây okay, chủ đề về Hawaii, phiên bản 1.000 cây trên toàn thế giới này. Này có nút bấm trái này. Hôm nay em sell xuống luôn, sell giá sell tốt nhất có thể luôn. Đây là candy hoàn hảo nha. Em đem xin hãng hình của cô gái sexy. Này dính ba keo thôi, lâu nó sẽ sạch thôi. Bản giới hạn của nó là 0114. Còn tem đỏ nha, cái này trùng 5 tháng luôn, em đã mở ra xem một lần rồi. Chút nữa em lấy xăng em lau cái này cho nó sạch. Mã Sapphire Sun, em đem xin. Cây này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 1.6 thôi, không hơn không kém nữa. Giá quá mềm cho anh em tốt, quá tốt. Sơ kích sàn luôn 1.6. Vừa nè. Mã số 5, mã số 5 là một chiếc đĩa bàn bằng nhôm khối, hàng của Nhật, được sản xuất vào thập niên 50. Đây, đây có mã, có khách có bát bên đàng hoàng. Cơ chế là ga đá, xăng đá chứ lộn, sorry nè, xăng đá nha, new, chưa qua sử dụng. Độ đẹp coi như gần như hoàn hảo, 98-99%, hình nhôm khối, màu vàng, thì sản xuất tập niên 50. Cái này giao lưu với anh em chỉ có 900k thôi, sell xuống rồi đó nha mấy anh nè, chờ họ đem em giống ấy. Rồi, tiếp theo lại làm em giúp bô đây, hình thức là new nè, như tem đỏ, đọc mã rơm phay xước, em đem xin hãng, chủ đề tộc trưởng nha. Như tem đỏ thì không gì bằng cãi, cái này sản xuất năm 95, cái này giao lưu với anh em chỉ có 806 thôi, giá quá bèo luôn. Cái này thời gian trước anh em mua không dưới 1.000.000 thôi, 860, mã số 6, tiếp theo mã số 7. Cũng là một em giúp bom lưu đồng mã cho phai xước luôn, các ăn mòn axit, chủ đề giúp bom sản xuất 595. Rồi giữa gột trùng 95, còn tác giá cái này giao lưu với anh em cũng 680. Rồi đó sơn với anh em 860, cái lộn 860 nha, mã số 7 nha, mã 820 đi trời, 820 nha, mã số 8 mưa rồi mấy em, 820 mưa mát á. Rồi tiếp theo mã số 8, một chiếc cò mẫu siêu độc siêu hiếm được sơn nha, này con chóc sơn nhẹ thôi, bản đồ bức tranh nông thôn của Nhật những năm 50. Đây. Bát đen đàng hoàng, hàng của Nhật xưa nha. Đây này, bấm ở đây gì? Cơ chế là giờ xăng đá chưa qua sử dụng nha. Nó sẽ cực bén luôn. Cái này giao lưu với anh em là 680, cái này anh em kiếm cực kỳ hiếm luôn á. 680. Phơm độc. Đây, còn một em đu bông. Lâu lắm rồi em không gặp đu bông, cây này là cây còn sót lại nha. Một cây mạ vàng. Sơn mài có phôi phai. Cây này không biết em bơm ra lâu lắm, mà nhập về lâu lắm, mà không nhớ bao lâu rồi. Nói chung là lâu lắm, cực lâu rồi. Hoạt động tốt rồi, ra bơm nhẫn cầu. Chính tay, những cây này chính tay em làm thì anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Cây quạt tăng chỉnh ra bình thường thôi. Cây quạt nó thổi tắt. Cái này chịu 8 nha. Số 9. Tiếp theo mã số 10 là một em Zippo mã mã Niken khắc ăn mòn axit nha. Bên đây cũng được khắc, cái này giống như dạng như cây măng moro vậy nè. Măng moro thường thường có ký hiệu này nè, cyan tree mặt sau. Sản xuất vào năm 2002.
âm to á, chơi âm chơi cái này cũng được, mình đốt với sức nhẹ thôi, đánh là phải bén rồi. Đây ruột 02 trùng cả năm lẫn tháng luôn, trùng cả tháng tháng năm luôn nha mấy anh. 02 D 02 tháng 4 cái này anh em sưu tầm cũng được, nó không cắn bóp gì. À, cái này giao lưu với anh em 520 ngàn, còn gì rẻ hơn nữa không mấy anh? Giá bây giờ chán, còn thì em không muốn nhập hàng là vậy, nhập thì cao, bán thì bán như đồ chơi. Rồi mã số 11 là em còn mẫu đây. À, mặt này được sơn nha, chủ đề xe Mitsubishi, quảng cáo cho thương hiệu xe Mitsubishi, mặt lên 50 nha. Cái này cơ chế là xăng đá, trời không biết để sao gơi gớm sao nó bể miếng này, trời dán lại được nha. Dục tới dục lui, còn thùng em cũng chả quan tâm tới bán, nhiều khi nhập về giá cao mà bán cho anh em không được, anh tức anh dục vô cái thùng. Cái này hình thức mới nha, chứ qua sử dụng thương hiệu của Nhật xưa, form vuông. Cái này anh em dễ sử dụng lắm, bấm cái nó nhảy, bấm xem cực kỳ bén luôn. Dục 500 nha, mã số 11. Mã số 12 cũng là cây này, hàng ế, một cây mở sau khi xanh, hình thức là nó mới nha, do quá trình bảo quản nó có xước này, phát ăn mòn chuyện vàng. Cái này được sản xuất vào năm 2001, có cái này mã titanium 2001 này, mà sao là đẹp như mới, có cái này mới mà xước nhẹ trên nắp thôi này, mã titanium này lên bảy màu, ruột 01 trùng này, ruột mới luôn này. Cái này mới mà sorry nha. À, cái này giao lưu với anh em mã số 12 660 ngàn thôi, giá sale rồi, vài cái bọc. Cái này quá trình bảo quản của nó không kỹ cho nó thấy. Cái này, sợi dây này bằng anh cũng bán cái dòng kim cương với lại ấy, nhập về còn sợi này bằng bạch kim, bạch kim 950 á, có khác. Còn sợi màu, sợi này cho bé được, mấy chị đeo cũng được nhưng mà hơi nhỏ, dây nó hơi mịn. Mình lấy cái bọc này ra, bỏ vô cái bọc này, bọc dây bay nó không vừa nó lại đó. Bỏ vô nữ trang thì bỏ vô chung đi, chứ hồi nó gói viên kim cương với lại sợi dây này chắc mấy em bé đeo được, rẻ thôi, có con nhỏ thì được. Rồi hồi nãy nói cái này nhiêu, 680 à, đúng không em? Mã số 12, mười một mười hai đúng rồi. Đây mã số 13. Là một cây xăng đá của Nhật, được sản xuất là riêng 70 đến 80 90 phòng da xin hãng nha, có em lem nè, em lem xin nha, dây da xịn nha, chứ không phải simili đâu. Cái này chưa vệ sinh đó, đồng thì lâu ngày nó lên nước chứ thôi. Cái này nhiều chỗ em thấy nó bán cả triệu ngoài, mà đúng thời xưa thì tầm triệu ngoài đúng, còn bây giờ thì giá cũng khá ok cho anh em sử dụng luôn, kinh tế mà. Em nói thật á, anh em lên mạng anh em lướt thôi, nhầm chỗ nó bán cả triệu quạt. Rồi cái này hôm nay em giao lưu với anh em có 600 ngàn thôi. Mã số 13. Mã số 14 là em còn một bỏ túi thôi, cơ chế là xăng đá. Cái này chưa qua sử dụng nhưng mà lâu năm mới đóng bụi này dơ thôi, lâu nó chưa sạch. Chuyện ở trên này nè, hoạt động tốt nha, bánh xe cực kỳ bén luôn. Cái này 250 thôi, bánh nhanh. Mã số 14, mã số 15,
là một cái zippo viên tẹt tàu bằng đáy bằng, hình thức là line new nha, không cắn mớp, bản chữ ký này. Anh em chụp cái màn hình này, anh em lên Google anh em dịch này, chuồn đua F1 của công ty Honda tham gia, hiếm lắm, cái này siêu hiếm luôn, sản xuất năm 95 của 89 năm La Mã. C V bản nguyên tẹt ba hàng chữ line new, em không dám cho là new tại vì bộ đó nó có xước nhẹ do quá trình người ta sử dụng của người ta bảo quản, người ta bật lên bật vô hoặc là người ta sử dụng nước á, xước nhẹ thôi. Màu vàng này dễ xước lắm nha. Và cái này giao lưu với anh em vẫn là 1.400.000 thôi. Tìm cái này khó lắm, mà dễ tìm đâu. Mã số 15, mã số 16 là một cái lô 5 Nobrat. Cái này hàng của Nhật, được sản xuất vào thập niên 50 nha. Dưới đây có chuyện nè, cơ chế là xăng đá, hình thức là đẹp, tim bột nha, tim bắt bột giống như tim dây chạy, bánh xe cực kỳ bén luôn. Cái này giao lưu với em 700.000. Mã số 16, mã số 17 ok ga IC, hàng của Pháp, chuyện quay dân rất đẹp, sơn men. Cái này hôm nay giao lưu với em 300.000 thôi, bán giết chán quá. Anh như bán lộ quá, tháo bán lộ mẹ đi, 300.000. Mã số cuối cùng rồi, mến chào anh em nha, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ tới nha. Chúc anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái nha. Ở đây có cái túi đu bông phơm lùng này, lâu năm quá bên trong nó bị chốc nè. Hơi mưa hơi ồn, em xuống like nha mấy anh, bye bye.